ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã liên tiếp có những tình huống uy hiếp khung thành của Cardiff. Đến phút thứ 6, nhà đương kim vô địch đã có bàn mở tỷ số. Jairzinho băng xuống từ đường chọc khe của Laporte, dù gót sút rất hẹp, tiền vệ người Bỉ vẫn tung ra cú đá rất căng và gót cao, hạ gục thủ thành Eredivisie. Sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước, lối chơi của đội chủ nhà trở nên thanh thoát hơn. Tuy nhiên phút 18, Pep Guardiola buộc phải thực hiện sự thay đổi người khi Zinchenko dính chấn thương, Gnedkovic được vào sân thay thế. 3 phút sau, hậu vệ người Anh có pha căng ngang hiện hót bên cánh phải, Leroy Sané khéo léo bỏ bóng cho đồng đội phía sau nhưng các hậu vệ Cardiff đã kịp cản phá. Phút 27, Danilo đoạt được bóng và thực hiện đường chọc khe cho Jairzinho băng xuống. Tiền vệ mang áo số 17 khéo léo loại bỏ hai hậu vệ của Cardiff trong vòng cấm và căng ngang cho Gakzin Jesus trong vòng cấm. Đáng tiếc cú chạm bóng của tiền đạo này lại đi chệch cột dọc. Phút 40, vẫn là Jairzinho trao cơ hội cho Jesus sau một pha phản công chớp nhoáng, thế nhưng chân sút người ra dư một lần nữa bỏ lỡ khi không thể đánh bại Eredivisie trong tình huống đối mặt. 4 phút sau, Jesus đã chuột lối bằng pha đỡ ngực làm tưởng cho Leroy Sané tung cú volley đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 trước khi hiệp 1 khép lại. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Man City hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Phút 54, Jairzinho thực hiện cú sút phạt với lực đi rất căng và bóng đi thấp. Fernandinho đổ người đánh đầu đưa bóng chẹt cột dọc. 10 phút sau, Morrison cố gắng ngăn chặn một đường căng ngang của Jairzinho nhưng suýt chút nữa đưa bóng vào lưới nhà. Phút 66, Phil Foden có quả tạt chính xác cho Laporte bật cao đánh đầu bên trong vòng cấm, tuy nhiên bóng đi đúng vị trí của thủ thành Eredivisie. 2 phút sau, đến lượt Maze tung cú sút xe uy lực khiến Eredivisie rất vất vả mới cản phá được. Phút 79, Man City có pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải. Jairzinho là người thực hiện đường căng ngang cho Jesus trong vòng cấm, tuy nhiên pha giật gót điệu nghệ của tiền đạo người ra dưng lại đưa bóng chẹt cột dọc. Trước khi trận đấu khép lại, đội khách có cơ hội từ một tình huống phản công, tuy nhiên Niase không kịp tung ra cú dứt điểm khi mà Ederson đã lao ra cản phá. Chung cuộc, Man City 2-0 Cardiff. Đội hình ra sân.